Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Java Foco, một dòng xe đạp cung nhôm cao cấp đến từ thương hiệu Java, rất là nổi tiếng của Ý. Xe được sử dụng bộ lốp chuyển động Shimano 105, vành nhôm cao bản, toàn bộ khung là khung nhôm, nước sơn lên về tông màu xanh kẻ chỉ đỏ, rất là thể thao và đẹp. Toàn bộ khung thì thiết kế khí động học cản gió để giúp các bác di chuyển trên đường đạt được cái tốc độ tốt hơn. Và dây thì được chạy âm sườn. Và các thiết kế rất là quen thuộc của dòng Java là đã được mài đi những cái mối hàn, mài đi tất cả những cái mối hàn để chiếc xe rất là mảnh khảnh và cực kỳ đẹp. Nước sơn nguyên bản thôi nhé. Và sơn xi thì còn tương đối là mới và đẹp, rất là ít vết xước, hầu như là không có vết xước nhỏ nào đáng kể. Thương hiệu Java rất là nổi tiếng và quen thuộc, hiệu của Ý. Toàn bộ xe là được nhập khẩu nguyên bản hết, tất cả đều là nguyên bản, nguyên zin theo xe 100%. Vành nhôm cao bản thương hiệu Beta, một dòng thương hiệu sản xuất phụ tùng riêng cho dòng xe Java. Hay bi vòng cối lổ, sử dụng bộ chấn động full 105, 11 tầng lít và 2 tầng đĩa cho 22 tốc độ khác nhau, từ đĩa trục rỗng. Cặp phanh 3 mảnh của Techo là cũng là nguyên zin theo xe các bạn nhé. Trên ghi đông thì cũng được trang bị tay lắc Shimano 105 hai bi, lắc 11x2. Tôi sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, khóa yên tới tâm củ phốt 50 cm, chiều xe vào góc đi từ khoảng 1m64-65 đến 74-75 thì là phù hợp. Chuyển động full 105 cực kỳ cao cấp của dòng Shimano với 11 tầng lít và 2 tầng đĩa cho 22 tốc độ khác nhau, đi xuống cực kỳ ngon lành. Và chiếc xe này đang được bán bên em mức giá thì có là 13.500.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.